Chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Bảo Khang Audio. Thì ngày hôm nay đây em sẽ lên video test trực tiếp những chiếc đẩy B3A6+ các bác nhá. Đấy, sẽ test chất âm trực tiếp cho các bác để các bác thấy được, vừa các bác vừa nghe qua chất âm của dòng đẩy A6+ nhá. Em đánh trực tiếp từ điện thoại vào đẩy mà các bác có thể thấy là chất âm nó cực kỳ sạch sẽ. Đấy, tiếng đánh ra rất sạch sẽ và chi tiết các bác nhá. Rồi thì trước khi vào video giới thiệu chi tiết về sản phẩm, các bác ủng hộ bên em xin một like. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để có thể theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Thì ở đây em sẽ quay chi tiết về dòng đẩy B3A6+ các bác nhá. Hiện tại, tại thời điểm hiện tại số lượng của em còn khoảng 8 chiếc nữa thôi. Đấy, hôm qua em về được 15 chiếc thì hiện tại số lượng em chỉ còn 8 chiếc nữa thôi các bác nhá. Hàng vẫn đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, hàng tất cả em bao zin bao đẹp cho các bác. Đấy, lô đẩy B3A6+ này. Đấy, một dòng đẩy thương hiệu công nghệ của Đức, rất chất lượng và rất nổi tiếng rồi. Được chưa? Đây, chi tiết công suất của dòng đẩy này đó nhá. Đấy. Con này công suất của nó là ở 8 ohm, công suất của nó là 330W kênh các bác nhá. Dòng này bao cho các bác đánh gia đình, bao các bác đánh cho em một đôi 30. Đấy, và em đang test trên một đôi loa full bass 30 đây. Đấy. Đánh cực kỳ là căng luôn các bác nhá. B3A6+. Đấy, dòng đẩy rất chất lượng rồi. Đấy, số lượng em còn 8 chiếc nữa thôi. Hàng tất cả bao zin bao đẹp cho các bác. Đây các bác nhìn có thể thấy này. Hàng đẹp gần như phải nói xuất sắc, hàng vãi xịn các bác nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Được chưa? Đấy. Dòng này các bác dùng gia đình đánh một đôi full 30 thì phải nói cực kỳ là hay, tiếng cực kỳ hay luôn. Lát nữa em sẽ test lại cho các bác. Đây chi tiết rồi gạn sản phẩm đây các bác nhá. Nguồn đây các bác. Đây nguồn, toàn bộ nguồn đồng. Được chưa? Nguồn toàn bộ nguồn đồng các bác nhá. Đây dưới này nó sẽ là chạy 8 tụ lọc nguồn. Đấy, đấy, hàng bao zin bao đẹp luôn. Đấy, chạy mạch class các bạn, dòng này các bác nhá, tiếng rất là sạch sẽ rồi. Dòng đẩy của B3. Đấy, quá sạch sẽ và chi tiết luôn. Đây em sẽ quay chi tiết mặt sau sản phẩm nhá các bác. Theo dõi ủng hộ em xin like nhá. Và các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi bên em. Thời điểm này em về bắt đầu được rất nhiều những hàng rất chất lượng các bạn nhá, hàng rất đẹp và rất chất lượng với giá rất là tốt sẽ gửi tới cho các bác. Đấy, các bác ấn đăng ký kênh và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của bên em. Đây đằng sau nó sẽ có hai đường vào bằng canon và có cả đường vào bằng 6 ly các bác nhá. Đấy, đường cầu giao loa và có cả giác lưu trích đầy đủ luôn cho các bác. Đấy, con này thì nó chạy 4 quạt gió. Đấy, chạy 4 quạt gió các bác nhá. Hàng tất cả em bao zin bao đẹp luôn cho các bác. Được chưa ạ? Và đây này em đang cắm test trực tiếp từ điện thoại đây các bác nhá. Cắm test trực tiếp từ điện thoại vào đẩy đây. Không qua một thiết bị gì cả mà các bác thấy được chất âm. Thực sự là quá là hay luôn. Đây và em sẽ test lại chất âm cụ thể và báo giá chi tiết cho các bác nhé. Đấy. Rồi các bác ủng hộ em xin online nhé. Đấy và số lượng hiện tại em chỉ còn có 8 chiếc thôi. Đấy đẩy B3A6+ hiện tại em còn có 8 chiếc nữa thôi. Mức giá em gửi tới cho các bác thời điểm hiện tại chỉ có 3.200.000 đồng một chiếc các bác nhá. 3.200.000 đồng một chiếc, bên em sẽ bao ship tặng đầy đủ dây dẫn kết nối cho các bác. Đấy, bảo hành cho các bác 6 tháng. Được chưa? Và mua đẩy các bác vui lòng đặt cọc trước giúp bên em 300.000 của số tài khoản. Còn lại các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đấy. 3.200.000 các bác nhá. Số lượng hiện tại em chỉ còn có 8 chiếc nữa thôi. Cho bác nào nhanh tay muốn sở hữu một dòng đẩy rất chất lượng này. Đấy, bao cho các bác anh em một đôi 30. Đấy, dòng này dùng gia đình rất là hay luôn. Các bác nhá. Đấy, 330.000 một cây. Được chưa? 3.200.000 đồng bao ship tặng đầy đủ giấy tờ kết nối cho các bác, bảo hành 6 tháng. Và mua đẩy các bác vui lòng đặt cọc trước giúp em 300.000 có số điện thoại. 300.000 có số tài khoản các bác nhé. Còn lại các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đấy, bác nào chốt đẩy B3A6+ thì nhắn tin hoặc liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại đây. 0943 982 889 các bác nhé. Và sau đây em sẽ test lại chất âm của dòng đẩy B3A6+ này cho các bác nhé. Đây, em đang sẽ test trực tiếp chất âm đánh từ điện thoại vào các bác nhé. Bỏ ăn dễ không ca buồn, ôi lời nhàn như thơ.
tiếng, quá hay và quá sạch sẽ luôn các bác nhá. Giá chỉ có 3.200.000 đồng thôi, gửi tới cho các bác ngày hôm nay. Rồi, rất cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những sản phẩm tiếp theo của bên em nhé. Các bác có nhu cầu về sản phẩm thì vui lòng liên hệ với bên em qua số điện thoại 0943 982 889 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.